Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình về cái thùng hàng cũng hơi khá to. Phui cho anh em coi thứ nó về cái hàng gì nha. Cái này thì không có cần giới thiệu đâu, giới thiệu cho anh em một ít máy tính bảng nha. Máy này là máy cũ, về được chỉ có anh em coi thôi. Anh em cây máy tính bảng thôi nha, máy tính bảng Huawei nha, Huawei MediaPad T3 10 inch nha. Cái hộp rất là chắc nè. Hàng này là hàng thanh lý bên siêu thị mình mới nhập được nha, hàng mới nha. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn anh em. Đó. Đây nó có cái bao da cho anh em nha. Có sao thì bán giờ cho anh em luôn, hàng mới khui về luôn. Đây. Coi miếng dán được lực luôn nè, hai miếng dán dẻo nè. Một miếng dán dẻo ha. Đây. Một cái bao da rất là xịn sò luôn, của nó luôn. Đó, rất ok luôn anh em. Bao da rất xịn sò nha. Một miếng dán này, một cái bao da này. Và đây là cái hộp của nó anh em. Máy mới ha, chưa qua sử dụng nha. MediaPad T3. Con này là RAM 2 bộ nhớ 16 nha anh em. RAM 2 16, pin 4008. Pin 4008. Màn hình thì 10 inch, 9.6 inch, gần 10 inch luôn. Nói chung màn hình này quá đã. T3 10 inch. Hôm nay dòng thuộc dạng cũng cao cấp nha. Mình coi thì trong đây nó có cái gì. Cục sạc riêng nè nè. Sọt sim. Nó có dây cáp thôi nè. Một dây cáp thôi nha. Rồi hết, hộp nó nhìn hoàn trái nhưng mà chả có mẹ gì. Chỉ có sạc dây cáp thôi. Đó. Mới kem. Vậy được ném đúng năm coi, anh em nào mua sớm thì còn nha. Đó. Táp Huawei. Đó, máy nhìn rất là chất nha. Màu gold nha anh em. Màu gold máy mới ha, chưa sử dụng luôn. Bật nguồn thử cho anh em coi. MediaPad Android. Đó, rất là mượt nha anh em. Rất mượt nha. Đó, wifi các kiểu. Con này mà xài học online với lại sử dụng xem YouTube, Facebook mùa Covid thì tuyệt vời. Tập mới luôn. Tập mới. Ebook rồi các kiểu là đủ hết. Giới thiệu máy tính bảng. MediaPad T3 10 inch. Rồi 7.2016. Ok nha anh em. Máy mới nha. Giá 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 một coi nha. Mình chỉ có đem coi thôi. Anh em nào cần thì liên hệ nha, số điện thoại đặt hàng thì vẫn là 0355 356 356 nha anh em. Táp 10 inch của Huawei. Rồi thằng ấy chào cả nhà nha, clip này xin tạm dừng tại đây.